Sổ tay tòa nhà. Xin kính chào quý vị và quý cư dân. Với mong muốn được ban tặng quý cư dân những gì tốt đẹp nhất, sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và quý cư dân cuốn sổ tay tòa nhà tại tòa nhà Watermark. Khu vực tầng hầm và bãi đỗ xe. Cư dân có nhu cầu gửi xe tại tòa nhà, vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà để được hướng dẫn và tư vấn các thủ tục cần thiết về cấp phát thẻ gửi xe. Khi di chuyển xuống đường dốc, quý vị lưu ý, chiều cao hạn chế của bãi xe là 2m, thả nhẹ tay ga và giữ khoảng cách an toàn giữa các xe là 3m, tốc độ xe không quá 5 km/h. Tuân thủ tất cả các biển báo, tín hiệu, quy định tại bãi đỗ xe và hướng dẫn của nhân viên an ninh. Gửi và đỗ xe đúng nơi quy định, tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực đỗ xe. Hệ thống thang máy. Khi sử dụng thang máy của tòa nhà, xin quý vị vui lòng bấm nút thang đến tầng cần thiết, không được tháo dỡ hay làm xô lệch hệ thống biển bảng trong thang máy của tòa nhà. Trẻ em phải có người lớn đi kèm. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy bấm nút điện thoại khẩn cấp để được hỗ trợ từ nhân viên kỹ thuật của tòa nhà. Không vận chuyển hàng hóa quá cân, cồng kềnh cùng các chất dễ gây cháy nổ bằng thang khách. Đối với các trường hợp này, quý cư dân vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà để được hướng dẫn chi tiết. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Watermark được lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại theo tiêu chuẩn Singapore. Vì vậy, quý cư dân vui lòng chú ý đến mọi hành động có thể gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hạ tầng kỹ thuật này. Hệ thống báo cháy được trang bị ở tất cả các khu vực công cộng, phòng khách và phòng bếp của quý cư dân. Để tránh hệ thống kích hoạt báo động, xin quý cư dân vui lòng không tạo ra khói, lửa ở tất cả khu vực công cộng cũng như trong phạm vi của căn hộ. Không được treo đồ vật hay di chuyển đồ vật cồng kềnh hay quá cao làm ảnh hưởng đến hệ thống báo cháy của tòa nhà. Hệ thống điện. Hệ thống điện được cung cấp bởi công ty điện lực Cầu Giấy. Nguồn điện trong căn hộ sử dụng nguồn điện 220V trên 50Hz. Công ty điện lực Cầu Giấy sẽ đến đọc chỉ số đồng hồ điện vào mỗi tháng và thông báo hóa đơn tiền điện đến chủ căn hộ qua điện thoại. Vì sự an toàn, quý cư dân không được sử dụng điện quá tải và nên thay thế dây điện hoặc ổ cắm điện nếu dấu hiệu hư hỏng. Để tiết kiệm, tránh phí điện năng và phòng ngừa rủi ro, quý cư dân nên tắt các thiết bị điện không cần thiết và tắt automat điện khi đi công tác dài ngày. Quý cư dân vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được tư vấn và hỗ trợ nếu có bất kỳ phát sinh nào liên quan đến việc lắp đặt điện. Nước. Nguồn nước của tòa nhà được cung cấp bởi xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy. Đồng hồ đo chỉ số nước được cấp riêng cho mỗi căn hộ và đơn vị khách thuê tại tòa nhà. Vào cuối tháng, nhân viên kỹ thuật tòa nhà sẽ ghi chỉ số tiêu thụ nước để phục vụ công tác tính phí và theo dõi lượng nước thất thoát. Do áp suất nước của tòa nhà rất mạnh nên chỉ một rò rỉ nhỏ cũng có thể gây ra lượng nước thất thoát rất lớn và gây nên sự cố tràn ngập. Vì vậy, quý cư dân hãy khóa chặt các vòi nước, vòi rửa và vòi hoa sen sau khi sử dụng. Điện thoại, Internet, truyền hình cáp. Điện thoại, Internet, truyền hình cáp, ổ cắm anten TV có sẵn tín hiệu truyền hình được lắp đặt cho mỗi căn hộ. Quý cư dân không được phép lắp đặt thêm bất cứ thiết bị thu sóng TV, thu phát sóng truyền thanh hoặc các loại anten nào khác bên ngoài căn hộ. Nếu quý khách có yêu cầu hay thắc mắc về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà để được hướng dẫn. Dịch vụ làm sạch và thu gom rác thải. Dịch vụ làm sạch chuyên nghiệp được cung cấp để thực hiện việc làm sạch cho các khu vực công cộng của Watermark. Hàng ngày, công ty vận chuyển rác và chất thải sẽ tiến hành thu dọn rác khỏi phòng rác trung tâm của tòa nhà. Kiểm soát côn trùng. Ngoài các chương trình kiểm soát côn trùng được ban quản lý thực hiện định kỳ tại các khu vực công cộng của tòa nhà, quý cư dân vui lòng lưu ý một số vấn đề sau nhằm hạn chế mức thấp nhất sự sinh sôi phát triển của côn trùng. Giữ cho căn hộ luôn sạch sẽ, thông thoáng để loại bỏ nơi trú ẩn của côn trùng. Bỏ rác ướt vào thùng rác có lót bao và thùng rác có nắp đậy và bỏ đúng nơi quy định của tòa nhà. Lưu trữ những thực phẩm vào hộp có nắp đậy kín, dọn rác thực phẩm và lau sạch các vết dầu mỡ hàng ngày. Đóng các cửa và cửa sổ để ngăn ngừa côn trùng vào căn hộ. Không để nước đọng ở những nơi như đĩa lót chậu cây, phễu thu nước để ngăn muỗi sinh sản. Các tiện ích khu tập thể thao được mở cửa từ 5 giờ đến 21 giờ 30. Các tiện ích thể thao như hồ bơi, phòng tập thể hình,
khu tập yoga được thiết kế mang phong cách khu nghỉ mát cao cấp cùng các trang thiết bị hiện đại sẽ giúp quý cư dân có một không gian rèn luyện và duy trì sức khỏe sắc đẹp của bản thân. Để sử dụng các tiện ích này, quý cư dân vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà để được tư vấn và hướng dẫn các thủ tục đăng ký. Lưu ý khi sử dụng hồ bơi. Quý cư dân lưu ý nên mặc trang phục phù hợp, không mang theo thú nuôi, không mang các vật dụng bằng thủy tinh có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, không chơi các trò thể thao nguy hiểm cũng như hoạt động gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người tham gia. Một số quy định chung để đảm bảo việc duy trì an ninh trật tự, mỹ quan cũng như môi trường sống văn minh của tòa nhà, quý cư dân vui lòng đỗ xe đúng nơi quy định, không vứt và xả rác hay khạc nhổ bừa bãi, không treo quần áo và đồ đạc lên kính hay trong khu vực vườn cây ảnh hưởng đến mỹ quan chung của tòa nhà. Không ngắt lá, hái hoa, đẩy đổ hay nhổ cây xanh ở bên trong và bên ngoài tòa nhà. Chỉ được hút thuốc tại những nơi quy định. Không mang vật nuôi, động vật vào khu vực chung và khu vực dân cư. Việc thi công lắp đặt, cải tạo bất kỳ hạng mục nào trong tòa nhà chỉ được thực hiện khi có giấy phép của ban quản lý hoặc của những người được ủy quyền. Trường hợp khẩn cấp, quý cư dân hãy luôn đề phòng các tình huống khẩn cấp sau trong tòa nhà. Hỏa hoạn, trong trường hợp phát hiện có cháy, hãy kích hoạt hệ thống báo cháy bằng cách nhấn chuông báo cháy và thông báo ngay cho ban quản lý. Trường hợp đám cháy nhỏ, quý cư dân có thể chủ động chữa cháy bằng bình cứu hỏa được lắp đặt tại các hành lang chung của mỗi tầng. Trường hợp cháy lớn, có khói tụ nhiều, hãy di chuyển thấp người, dùng khăn ướt trùm qua đầu để tránh ngạt khói. Chỉ được dùng cầu thang bộ thoát nhanh ra khỏi tòa nhà theo lối thoát hiểm gần nhất và tập kết tại khu vực phía sau tòa nhà. Hộp thư cư dân, mỗi căn hộ được phân bổ sử dụng một hộp thư đặt tại hành lang ở tầng 1 mỗi tháp của khu tòa nhà. Quý cư dân vui lòng tuân thủ một số quy định sau. Không được dán hay hiển thị tên cá nhân trên hộp thư hay phát tờ rơi, thư quảng cáo vào hộp thư của cư dân khác. Không được phép thay thế ổ khóa có hình dạng khác với ổ khóa hộp thư hiện tại. Quý cư dân cần thường xuyên kiểm tra hộp thư cá nhân của mình để tránh tình trạng hộp thư quá đầy và tràn ra ngoài. Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm về việc thư từ bị thất lạc, bị mất hoặc hư hại. Trên đây là những thông tin cơ bản về tòa nhà. Rất mong quý vị và quý cư dân có thể nắm rõ để cùng chung tay xây dựng được môi trường sống văn minh, sạch đẹp. Xin cảm ơn quý vị và quý cư dân đã quan tâm theo dõi.